Chào mọi người. Chào buổi sáng thì Su sẽ dẫn xe Su đi mua đồ ăn. Có thứ ăn sáng. Mẹ ở nhà tại có khách tí nữa vô trang điểm rồi. Trang điểm. Su đợi nó bảo hiểm vô Su. Không hả? Đợi nó bảo hiểm vô cho nó mát mày. Nắng đen thui á. Lấy áo khoác của mẹ bận vô kìa. Bận không? Không luôn hả? Thì chạy từ từ thôi nha. Đi chợ nhanh thấy sợ. Vừa mới bay xuống ngồi nhà dưới cắt ghép video một cái là nó về tới nơi luôn rồi. Ghê thiệt, xuống muốn mì. Cảm ơn Su nha. Bỏ tật lì nghe chưa? Không có được coi máy tính liên tục rồi coi điện thoại, buông điện thoại ra là coi máy tính rồi buông điện thoại ra vậy á. Coi rác rồi đi đổ rác, quét sân này kia nọ. Coi gì đâu mà coi liên tục vậy, về quê cái lên là vậy á. Bỏ nghe chưa? Xếp đồ xong chưa? Đi lên chỗ anh tắm rửa rồi đi xuống đây. Giờ mẹ với Su mua cơm gà. Thơm. Mua thơm về gọt thơm ăn ở Su. Đi mua nước ép à, máy ép sương tố không? Máy ép trái cây không? Mẹ mình đi ra ngoài điện máy xanh mình coi thử ha. Dạ. Bách hóa xanh hay điện máy xanh ta? Điện máy xanh đúng không? Ra điện máy xanh mình coi coi nó có nào rẻ rẻ mình mua cái ha. Dạ. Ok. Nhà mình chuyển quá. Mình đã tới điện máy xanh. Đi. Mua máy ép. Đây. Đây là máy size hả? Có máy ép á chị chứ không phải máy size. Dạ máy ép dưới cùng đó chị. Đi xuống dưới xuống dưới. Dưới thì dưới đâu? Dưới xuống dưới kia à. Đây đây đây. Đây. Chị phải làm nhiều lần mà nó không có sạch. Mấy cái ép mà chị đút vô tự động nó chạy luôn á. Nó chạy chậm từ từ mà nó sạch đúng không? Nó sạch đó. Chị thấy cái sét nó full well luôn á. Ừ. 1.700.000. Cái này 1.500.000. Cái này nhìn sạch hết luôn ha. Cái này mình ở dơ mình xài được mà. Nhưng mà cái này mini em thích cái này ghê. Cái này mà ép thơm chắc được hả ta? Được, thơm chắc ép nào không được. Nhưng mà cái này thì phải mình sắc nhỏ ra hả? Đúng rồi, sắc thiệt nhỏ. Chị đeo lỗ nhỏ quá. Chị cắt phải vừa hai ngón tay. À. Vừa hai ngón tay. Tại vì cái dầu ở trong nó nhỏ quá. Cái máy đẹp. Lấy cái đó. Mua cái này hay là mua cái này? Hai cái này có gì khác nhau? Cái này bự hơn. Thôi chọn cái này đi. Chọn cái này hả? Cái này mình đâu có ép gì đâu. Chỉ hay ép thơm thôi. Mua cái này đi. Mua cái này được rồi. Ép dưa hấu. Cái này đúng rồi. Cái này ép dưa hấu được nè. Cái này ép dưa hấu. Dạ ép. Nhưng mà quan trọng là cái chị cắt cái đầu bỏ nhỏ lại em nha. Mua cái chảo chống dính xuống. Nhà cái chảo chống dính của mình nó dính luôn rồi chứ nó hết chống rồi. Nè. Cái này đi. Thôi cái màu này sạch lắm mà nó dơ lắm. Thôi là hai mẹ con mình cái gì đẹp là nó biến thành xấu. Cái này đi. Hả? Cái này đi. Sao coi giá coi nó nhiêu, sao nó để giá ta? Nó có giá. Mình tưởng còn rẻ hơn thiệt giá nó nữa. Đã quá, cho đây mát quá Su ha. Đồ có máy giặt đã nè Su. Nghe nè. Mua một cái máy ép xinh. Máy ép trái cây về để dành ép thơm với ép dưa hấu uống hết Su ha. Có trái dưa hấu. Khỏi mua tốn tiền, nãy mình mua trái dưa hấu với trái thơm rồi. Để về coi coi. Hỏi coi cái chảo này nhiêu cái. Ồ trời má ơi, cái này mà 600 mấy lận nè. Cái này 650 lận cha. Ồ hơn đồ ăn.
Thôi đi vô nhỉ. Nó không có giá. Sao nó không có giá ta? Đi ra với xu. Lên đâu? Cái gì, cái gì? Cái nồi chiên không dầu. À, cái nồi chiên không dầu. Này nhiều cái 2 triệu mấy không ta? Con có 1 triệu mấy nữa nè Xu? 1 triệu năm mấy chục nữa nè. Này nào, nào có tiền mình ra đây mình mua thêm cái nữa Xu ha. Mua cái để dành, để dành chiên nướng ăn. À cái này mình mua, mình đi siêu thị có cái bánh pizza mình mua về mình hấp lên cũng được á. Giờ mẹ với Su kiếm 2 cái ly đẹp đẹp. Ly đây hả anh? Đây ly đây nè Su ơi. Có ly nào kiểu hơn nữa không? Nếu mua ly mà không có ly đẹp chỉ trơn thôi, mua đỡ 10.000 ly nhựa này uống luôn. Xong rồi bữa nào kiếm 2 ly đẹp đẹp mình mua 2 cái để dành mình uống ha. Để Su inbox cái này cho. Mua thơm với dưa hấu. Bây giờ sẽ gọt thơm để tách cái máy liền luôn. Mới mua cái máy. Mua cơm, hồi mẹ với Su ăn cơm. Ăn cơm hộp. Mua thêm cái khay đựng đá nữa để dành làm đá. Em vừa mới gọt thơm xong, gọt cái thơm tới cùi ăn rồi, và sẽ vệ sinh cái mấy cái này, rửa qua một cái rồi để đầu sai. Bắt đầu ép chứ lộn, bây giờ rửa bằng nước ấm nha. Xong rồi thì nó ra được một trái thơm, nó ra được nhiêu đây nướng rồi mọi người. Cái này không biết được bao nhiêu ml. Trái thơm nhỏ nha. Được 200 ml. Được 200 ml nước. Mà sao cái xác của nó em thấy nó không có được khô á mọi người, không biết ai. Không biết ai mà có máy ép trái cây này cho em thử coi của mọi người có khô không, chứ em thấy cái này nó còn nước, nó còn nhão nhão, hay là nó vậy là hay vậy, nó là được rồi ta. Em tưởng là nó phải ép khô giống như nước mía chứ không còn gì luôn á, còn này nó vẫn còn nhão nhão mọi người. Tiếp tục ép dưa hấu nè mọi người, thử coi làm sao.
cơm thì ra được như ly nước rồi mọi người, được 200ml với lại này nữa trái dưa hấu. Thì dưa hấu nó ngon hơn hay sao á, kiểu giống như là không có bỏ đường nhưng mà dưa hấu nó ngọt sẵn rồi, còn này nó chua. Do không có bỏ đường nhưng mà nó ngon cũng được. Giờ thì em với Phương sẽ ăn cơm. Tên 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 cơm gà, cơm chiên gà, hai hộp này là 50 ngàn, hộp 25 ngàn là ngon lắm, nhiều nữa. Còn cho cơm chiên nữa, rau, nước chấm, canh, chua, chua. Không thể nào thiếu muối với đũa. Mời mọi người cùng ăn cơm với Sương nha. Đeo cánh nè. Vô. Ngon hả? Chất lượng. Cái sốt không phải Sương quen. Nghe Sương sợ đổ. Sợ đổ. Sợ đổ cơm. Lấy cái chén thì xuống, lấy chén đổ hướng trên tí thôi, mà ăn còn dư thì còn đậy lại được chứ. Chứ đổ vô cái nắp này thì đậy ra không được. Ngon nước sệt sệt. Sử thôi. Bao nhiêu cái nó phải quét qua cái mã đấy, quét nó gạch lên. Là mình bán được 2 cái, cũng trừ 2 cái là còn mấy trăm cái đấy. Là mình mọi người thấy không, con Su nó tự sơn xong rồi nó tự dán vô vậy luôn á, trời có ai chỉ nó đâu trời, ghê thiệt chứ dạ không. Ai dạy cho Su à, Su làm đồ dạy đâu coi, coi coi kỹ là coi đẹp không, không gớt ơi, không lấy keo nha, không lấy keo luôn hả.